trường trung học phổ thông Hoa Du Tiên không? Mình đọc sinh lớp 11. Đúng rồi, mình đọc sinh lớp 2 trường Hoa Du Tiên. Và khi nào sẽ đăng ký? Sắp rồi. Ngày mấy vậy ta? Tập một bài. Thế còn một ngày ở trường nó sẽ làm gì? Có. Mình sẽ rất chủ bá cho nên sẽ cùng các bạn kết quanh club. Nếu còn một ngày ở trường thì mình chắc sẽ đi khám phá trường vào ban đêm. Thật sự mà nói, Phan Chu Trinh mang vẻ đẹp của thời gian, vừa cũ kỹ nhưng cũng vừa hiện đại. Phan Chu Trinh đã cho mình nhiều kỷ niệm quý giá, và bạn bè thầy cô đã giúp mình rất nhiều trong quá trình học tập. Không có họ, chắc sẽ không có mình ngày hôm nay. Những thứ hai, tôi đẹp Phan Chu Trinh cùng với người mình yêu đã tạo nên một cái kỷ niệm rất là đẹp. Đó là một tình yêu ngây ngô, trong sáng và mình sẽ mãi luôn trân trọng đó. Với mình thì Phan Chu Trinh là nơi mà tập hợp lại những phần tử đến từ nhiều nơi, xuất thân khác nhau nè, có niềm đam mê khác nhau, nhưng chung lại thì chúng ta cùng chung mấy nhà. Mình là học sinh Phan Chu Trinh. Tôi là một học sinh Phan Chu Trinh. Mình là học sinh Phan Chu Trinh.